Thưa quý vị, Hội đồng Liên tôn Việt Nam vào ngày 7 tháng 12 cho phổ biến kháng thư phản đối biện pháp của cơ quan chức năng Việt Nam không cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ. Kháng thư phổ biến trên mạng Internet do đại diện Hội đồng Liên tôn ký tên nêu rằng sau hơn chục năm, cơ quan chức năng để cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức lễ đản sanh một cách hạn chế tại mỗi địa phương. Nay, nhà cầm quyền cấm hẳn giáo hội này không được có hoạt động gì nhân sinh nhật của Đức Huỳnh Giáo chủ, người khai sinh Phật giáo Hòa Hảo. Theo kháng thư, thì lý do mà cơ quan chức năng đưa ra là vì Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy là một tổ chức không được nhà nước công nhận. Vừa qua, kể từ ngày 27 tháng 11, có nhiều biện pháp hăm dọa được đưa ra. Ông Lê Quang Hiển, một chức sắc của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy trong Hội đồng Liên tôn, vào chiều ngày 7 tháng 12 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau. Chỗ mà tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang là tại trụ sở tạm thời của Trung ương Giáo hội ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì những người mà đến mà các chức sắc của tỉnh An Giang là chính quyền địa phương huyện Chợ Mới, gồm có bên an ninh, có mặt trận Tổ quốc, ủy ban, đến là không cho những người này dự lễ đài và không được làm bất cứ vấn đề gì liên quan đến cuộc lễ và không cho tổ chức lễ. Nhà cầm quyền nói rằng nếu những người này mà không làm theo lệnh của những người lại truyền đạt đó thì sẽ có biện pháp là trừng phạt hay là có những biện pháp gì mà đó, tù tội hay cái gì đó, thì người ta đại ý là như vậy đó, là cũng như hù dọa để những người này không được tổ chức lễ. Và tôi xin nói rằng lễ này là trên 10 năm nay Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy vẫn tổ chức bình thường, nhưng mà nhà cầm quyền chỉ ngăn cấm những người ở địa phương khác đến thôi. Còn những người ở địa phương ở xã Long Giang và xã Nhân Mỹ đều đến được. Nhưng năm nay thì lại có một cái quyết định mới là không cho tổ chức luôn. Đại diện những chức sắc Hội đồng Liên tôn tuyên bố 4 điểm trong kháng thư. Theo đó, tự do tôn giáo là một nhân quyền cơ bản, chứ không phải một ân huệ xin cho. Với lý do đó, Hội đồng phản đối biện pháp triệt để ngăn cản Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ. Kháng thư kêu gọi các tổ chức nhân quyền, các tôn giáo khác cũng như những người quan tâm theo dõi vụ việc, đặc biệt là vào ngày 25 tháng 11 Đinh Dậu, tức ngày 11 tháng Giêng năm 2018 là ngày lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ năm nay. Hội đồng Liên tôn Việt Nam gồm các chức sắc thuộc Cao Đài, Công giáo, Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Tin Lành.